Hello, xin chào quý vị. Thật ra là nội dung của video này nó không nằm trong dự định của mình. Tôi đã dự định rằng nội dung của video ngày hôm nay nó sẽ là một cái chủ đề khác. Tuy nhiên thì tôi vừa mới mua được một hộp màu mới. Đây còn chưa niêm phong, chưa bóc. Thì đằng nào là mình cũng vừa mới đầu tư màu mới, tiện làm cái video cho đỡ phí. Bây giờ thì mình sẽ rạch cái túi này ra nhé. Wow, đây là một hộp chì màu Prisma set 150 màu. Cho những bạn nào chưa biết thì chì màu ngoài việc làm đồ chơi cho trẻ con ra thì nó còn là một chất liệu vẽ tranh chuyên nghiệp của các họa sĩ. Ở Việt Nam thì có vẻ là ít họa sĩ chuyên nghiệp sử dụng chì màu. Tuy nhiên thì ở nước ngoài nó là một chất liệu rất là phổ biến. Có một điều đó là chất lượng của chì màu dành cho trẻ con và chất lượng chì màu dành cho họa sĩ nó rất là khác nhau. Thì đây là hộp màu dành cho họa sĩ. Hộp màu này là có giá là khoảng hơn 4 triệu. Còn hộp này cùng thương hiệu có giá khoảng 1 triệu nữa, là tổng hai bộ này là 5 triệu. Trước tiên thì để mình nói về mục đích mình làm cái video này, thì mục đích chính đầu tiên của mình khi mà làm cái video này đó là để khoe. Mình đùa vậy, không phải là để khoe. Mà ngoài để khoe ra thì mình cũng muốn làm một cái video nói qua về chì màu một chút. Nhưng mà đầu tiên thì để mình mở cái hộp màu ra xem bên trong chúng ta có gì đã nhé. Để xem là trong này sẽ có những bao nhiêu hộp màu nào. Một này, nó phân ra từng khúc màu riêng sẵn không ạ? Trông chuyên nghiệp phết. Set này có tổng cộng là 150 màu, vậy ra là một cái hộp như thế này là có khoảng 25 màu. Nói chung ở Việt Nam thì tôi thấy chì màu đa phần mọi người sử dụng chì màu để vẽ chân dung. Tuy nhiên thì ở nước ngoài thì chì màu các họa sĩ sử dụng để vẽ tất cả mọi thứ. Thì mình sẽ dùng bộ màu này để vẽ thử lần lượt 3 chủ đề. Một là chân dung người, hai là động vật và ba là phong cảnh. Thì ok, chúng ta bắt đầu nhé. Lần trước có mấy bạn comment hỏi mình là chì màu với là chì thường khác nhau ở chỗ nào. Thì đơn giản thôi, chì màu là nó có màu, còn chì thường thì không. Nhưng mà cái lõi bút, đầu bút, ngoài bút ấy là nó làm từ sáp. Thì bút loại nào thì dùng loại sáp xịn thì vẽ nó đẹp hơn, còn dùng sáp đều thì vẽ nó không đẹp bằng. Ở tiện đây thì mình cũng nói qua về cái chân dung mà mình đang vẽ đây. Thì cái cô bé mình đang vẽ này là, cái ảnh này là mình vô tình mình tìm được ở trên Google Image. Ảnh này là một cô bé người Afghanistan. Thì Afghanistan là một cái quốc gia mà chiến tranh và nghèo đói nổi tiếng thế giới rồi đúng không? Nhìn vào cái biểu cảm với là cái mặt nó dính đầy bùn đất như thế này thì mình đoán là con bé này nó đang chắc là đang trên đường chạy trốn hay là tị nạn gì đó khỏi chiến tranh. Trông rất là tội nghiệp. Ok, vậy là bức chân dung này là xong rồi nhá. Bây giờ mình đã chuyển sang vẽ bức động vật. Thank you.
Tôi quên mất là tôi chưa khoe mọi người là tôi có mua hai hộp màu, thì đây là còn một hộp, tôi còn một hộp nữa. Thì hộp màu này cũng là của Prisma. Tuy nhiên thì so với cái loại tôi đang vẽ đây thì loại này có tên là Veritin. Theo công ty quảng cáo thì loại này là cái ngòi bút của nó cứng hơn so với cái lõi Premier kia, thì loại này nó phù hợp trong việc vẽ chi tiết hoặc là tả lông động vật. Đây là một cây lõi mềm, thì tính ra là một cây lõi mềm có giá là rơi vào tầm khoảng 50.000, thì một cái lõi cứng này chỉ khoảng 35.000 một cái thôi. Thì chính vì lõi nó cứng như vậy cho nên là chúng ta sẽ sử dụng loại bút này trong mục đích là vẽ tỉa lông động vật hoặc là lông người. Thật ra là ban đầu là tôi định vẽ con chim hoặc là con bướm hoặc là đại loại con gì đó nó nhiều lông một tí thì mình tỉa cho nó đã tay, vì tôi vô tình nhìn thấy cái ảnh này ở trên Instagram của Natgeo. Thôi khỉ nó cũng nhiều lông kém đi chim đâu. Ok, đây là bức con khỉ mà tôi vừa mới vẽ xong nhá. Thì bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang vẽ tranh phong cảnh. Sự thì chì màu nó có rất là nhiều loại. Chì màu thì có dạng kiểu dạng chì màu pastel là dạng chì màu dạng phấn. Cái lõi nó giống như là phấn màu ấy. Còn một dạng là chì màu nước là cũng giống như này. Tuy nhiên thì cái ngòi bút của nó khi mà chúng ta dùng bút lông tô nước vào thì nó sẽ loang ra giống như là màu nước. Người ta gọi đấy là chì màu nước. Khi mà vẽ phong cảnh ấy thì thật sự để mà vẽ phong cảnh thì tôi thấy ít họa sĩ nào người ta dùng chì màu lắm, mà đa dùng phần người ta dùng pastel hoặc là sơn dầu hoặc màu nước hơn, tại vì chì màu nó lâu, tỉa rất là lâu. Tất nhiên là khi vẽ phong cảnh bằng chì màu thì nó vẫn cho ra một cái hiệu ứng gì đó rất là đặc biệt. Và đây là bức tranh phong cảnh sau khi mình đã vẽ xong. Ok, đây là ba bức tranh mà mình đã vừa sử dụng bút chì màu để vẽ. Thì video này của mình xin được tạm dừng ở đây. Thì nói chung là video này của mình cũng chỉ gọi là nói qua qua để mọi người hiểu về chì màu nó là cái gì. Thì nếu mà bạn nào có những câu hỏi, có những thắc mắc hay là những cái muốn biết thêm về chì màu hơn nữa thì có thể để lại câu hỏi comment lên dưới để cho mình để mình đọc và mình sẽ giải đáp cho các bạn vào những video lần sau nhé. À, mình quên mất không nói là bạn scan chụp rõ ràng đầy đủ chi tiết của ba bức tranh này mình sẽ đăng ở bên Instagram. Bạn nào muốn xem ảnh đầy đủ chi tiết thì check cái link bên dưới phần mô tả video này nhé. Và đừng quên ghé qua trang web của mình nhé. Bây giờ thì tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người vào video sau.